Tại các quốc gia châu Âu, hình ảnh các chiến binh Viking luôn mang đến nỗi khiếp sợ cho người dân nơi đây bởi sự tàn bạo và thiện chiến của họ. Và trước thềm trận đại chiến giữa Manchester City và Bayern Munich, người ta đã bắt gặp một chiến binh kiểu như vậy trên sân tập của Man City. Vâng, người tôi muốn đề cập ở đây chính là Erling Haaland, một cầu thủ sinh ra tại cái nôi xứ sở chiến tộc này. Nói vậy là bởi, thay vì cột tóc như thường thấy, tay săn bàn 22 tuổi tết thành bím tóc đuôi sam. Thoạt nhìn trông có vẻ giống trẻ con, nhưng ẩn sau kiểu tóc mới của Erling Haaland là cả thông điệp mạnh mẽ và đáng nể. Nếu quan tâm theo dõi Haaland, các bạn có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên tuyển thủ Na Uy để kiểu tóc này. Nhưng mỗi lần anh thay đổi thì ắt hẳn đối thủ của anh sẽ phải khiếp sợ nhiều lần. Và rồi kết quả đã cho thấy, Bayern Munich phải trải qua một buổi tối đáng quên tại Etihad. Người Đức chính xác đã bị nhấn chìm dưới gót giày của con quái vật Erling Haaland và những người đồng đội của anh. Qua trận đấu này, chiến binh vùng Bắc Âu cũng đã lập được những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Có thể nói trận đấu tối qua là trận đại thắng của thầy trò Pep Guardiola. Trong đó ngôi sao được đánh giá cao nhất trận đấu không ai khác ngoài cậu học trò cưng của Pep, Erling Haaland. Anh được chấm với số điểm 8,4, đồng thời cũng là con số cao nhất trên sân. Rõ ràng đây là một đánh giá hoàn toàn tương xứng với màn trình diễn của tiền đạo 22 tuổi. Trước khi bước vào trận đánh lớn này, tiền đạo người Na Uy đã chịu một sức ép rất lớn. Bởi từ trước đến nay, dù có ghi bàn hay không ghi bàn, thì chưa bao giờ đội bóng của anh có thể giành được trọn vẹn 3 điểm trước hùm xám xứ Bavaria. Vì thế, nhiệm vụ tối quan trọng của Haaland là phải phá được cái dớp này. Nhập cuộc với thế chủ động ngay trong hiệp 1, Haaland đã thấy vai trò quan trọng của anh trong việc hút người để tạo ra khoảng trống cho Bernardo Silva và Jack Grealish. Thực tế, trong hiệp 1, màn trình diễn của tiền đạo 22 tuổi không cho thấy được sự nổi trội quá nhiều. Thay vào đó, 45 phút đầu tiên được định đoạt bằng siêu phẩm của Rodri. Tuy nhiên, đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng về một màn thị uy của Erling Haaland. Không ít lần cầu trò cưng của Pep khiến cho hàng thủ chất lượng của hùm xám rơi vào thế khó. Và một khi đã bật cho mình bộ nhận diện của chiến binh Viking, Erling Haaland cũng cho thấy một nguồn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Anh khiến cho Upamecano và Matthijs de Ligt không có thời gian rảnh rỗi trong suốt hiệp đấu này. Mỗi khi tiền đạo người Na Uy có bóng trong chân, đội bóng của Thomas Tuchel phải cất cử ít nhất 2 người để theo kèm chân sút 22 tuổi. Đó cũng vô tình tạo ra khoảng trống để Rodri ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hiệp 2 mới thực sự là sân khấu chính của Erling Haaland. Trong buổi tối tại Etihad vừa qua, trên sân đều là những ngôi sao tốt nhất của hai nền bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong một rừng sao ấy, Haaland chính là cái tên sáng chói nhất. Tiền đạo này góp công vào 2 bàn thắng còn lại của đội chủ nhà, trong đó có một đường kiến tạo cho Bernardo Silva ghi bàn bằng đầu và một bàn thắng trực tiếp từ chân không thuận của anh. Nếu nhìn vào pha bóng đó, chúng ta sẽ thấy được sự toàn diện của Haaland. Ở tình huống đầu tiên, Haaland sắm vai như một nhạc trưởng của đội bóng để tung ra đường truyền như đặt đến người đồng đội đang băng xuống, và một cú đánh đầu dễ dàng được thực hiện ngay sau đó. Tiếp đến, đích thân chiến binh 22 tuổi của Pep lên tiếng bằng việc lựa chọn vị trí thông minh để đón đường đánh đầu nối, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà. Màn trình diễn ấy không chỉ giúp Man City giành được một chiến thắng vô cùng thuyết phục trước đội bóng của Tuchel, mà còn giúp Haaland tạo ra hàng tá kỷ lục cho bản thân. Với việc làm tung mảnh lưới của Jan Sommer ở phút 76, Erling Haaland đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ Premier League đầu tiên ghi được 45 bàn thắng trên mọi đấu trường trong một mùa giải. Tiền đạo người Na Uy đã phá kỷ lục ghi 44 bàn trước đó của Mohamed Salah cho Liverpool mùa giải 2017-2018 và Ruud van Nistelrooy cho Manchester United mùa giải 2002-2003. Ở đấu trường UEFA Champions League mùa này, Erling Haaland đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới khi đã ghi được 11 bàn chỉ sau 9 trận. Tiền đạo 22 tuổi cũng là vua phá lưới của ngoại hạng Anh khi góp công vào 30 bàn thắng cho đội bóng chủ sở Etihad. Tính tới nay, tiền đạo người Na Uy đã có 6 bàn sau 8 trận đối đầu với Bayern Munich. Nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên chân sút người Na Uy được ca khúc khải hoàn khi chạm trán hùm xám. Điều này đã giúp Haaland thị uy tài năng của mình trước những người bên kia nước Đức luôn dè bỉu về phẩm chất của anh. Ngoài ra, chắc chắn chiến thắng này sẽ giúp tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho Erling Haaland trong chặng đường thăng tiến sắp tới, mà gần nhất sẽ là trận tái chiến lượt về tại sân Allianz Arena. Chúng ta nên nhớ rằng Erling Haaland vẫn còn tối đa 15 trận nữa để cải thiện những kỷ lục này. Nếu giữ hiệu suất hiện tại, anh có thể ghi thêm 17 bàn thắng nữa, nâng thành tích cả mùa lên 62 bàn. Trong vài chục năm qua, mới có một cầu thủ làm được điều này ở châu Âu là Lionel Messi với 73 bàn thắng ở mùa giải 2011-2012. Thành tích ghi bàn tốt nhất sự nghiệp của Cristiano Ronaldo cũng chỉ là 61 bàn thắng mùa 2014-2015. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Na Uy hiện tại cũng đang dẫn đầu châu Âu. Tại Champions League, hiệu số của anh đạt được là 1,57 bàn mỗi trận, trong khi con số ấy tại ngoại hạng Anh là 1,15 bàn.
Đây đều là những con số biết nói, chứng minh phẩm chất săn mồi thượng hạng của con quái vật này. Nói cách khác, hiện tại cặp phanh của cỗ máy mang tên Erling Haaland đã đứt. Ngay cả những trung vệ được đánh giá hàng đầu châu Âu như Upamecano hay Matthijs de Ligt cũng phải bó tay với anh. Thì thực sự thời điểm hiện tại khó có thể tìm ra một cái tên nào có thể cản Haaland lại. Đối đầu với một đội bóng lớn như Bayern Munich, thậm chí nếu xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, thì hùng xám còn được đánh giá cao hơn thầy trò của Pep rất nhiều. Nhưng khi bóng đã lăn, người ta mới thấy rằng đôi khi những thống kê chỉ nằm vòn vẹn dưới góc giày của một ngôi sao. Erling Haaland đã chứng minh cho người ta thấy anh không chỉ có thể thách thức được những đội bóng nhược tiểu, mà ngay cả những ông kẻ của làng túc cầu cũng phải kiêng nể anh. Không chỉ lập kỷ lục cho cá nhân tiền đạo 22 tuổi, mà qua trận đấu vừa rồi, đội bóng của Pep cũng có cho mình những thành tích ấn tượng. Hiện tại, The Citizen đã vượt qua Arsenal để trở thành câu lạc bộ Premier League có chuỗi bất bại dài nhất trên sân nhà tại Champions League lên con số 25 trận. Bàn thắng của Haaland, Bernardo Silva và Rodri thời điểm này cũng khiến cho Bayern nhận thất bại đậm nhất tại Champions League kể từ tháng 9 năm 2017. Tính riêng ở vòng loại trực tiếp Champions League, đây là trận thua đậm nhất của đội bóng xứ Bavaria từ sau trận thất bại 0-3 trước Barcelona tại bán kết lượt đi. Có thể khẳng định rằng Haaland đã tạo nên sự khác biệt rõ ràng cho Man City mùa giải năm nay. Nếu chúng ta theo dõi đội bóng này từ khi tỷ phú UAE đầu tư, đồng tiền dầu mỏ rõ ràng đã giúp cho nửa xanh thành Manchester thay ra đổi thịt và tiến lên vị thế của một cường hào bóng đá Anh. Thậm chí lúc này có thể xem Man City là đội bóng đứng đầu tại xứ sở sương mù. Vì ở giải đấu ấy, chúng ta vẫn chưa tài nào tìm ra được đối thủ dám đối đầu một cách tự tin với các học trò của Pep. Nhưng câu chuyện ở đấu trường danh giá nhất hành tinh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Man City đã vào tới bán kết của giải đấu này 2 lần và thậm chí đã sải bước trên những thảm cỏ của trận chung kết. Nhưng tiếc là họ đã bị Chelsea của Thomas Tuchel khước từ. Người ta vẫn luôn mỉa mai đội bóng của Pep là những kẻ học việc tại đấu trường cúp C1. Và thực tế thì họ vẫn cho thấy mình thiếu một cái gì đó để tiến lên ngôi vị cao nhất. Thời điểm này, có lẽ người hâm mộ Manchester City đã nhận ra thứ mà họ thiếu chính là một người như Haaland. Nhìn vào cách tiền đạo người Na Uy hủy diệt các đội bóng lớn một cách dễ dàng, người ta càng có niềm tin về việc đội bóng này sẽ vô địch trong mùa giải năm nay. Trước đây, Pep thường hay có thói nghĩ nhiều trước các trận đấu lớn vì ông không có một trung phong sát thủ ở tuyến đầu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha luôn phải tính toán lựa chọn nhân sự cho hàng công để đối đầu với từng đối thủ, và đôi khi những tính toán đó phản tác dụng. Như với Haaland, ông không cần phải nghĩ quá nhiều nữa. Bằng chứng là dù phải đối đầu với đối thủ kỵ dơ là Thomas Tuchel, nhưng Pep vẫn dùng sơ đồ như bình thường ở các trận đấu gần đây và không có nhiều thay đổi. Có thể khẳng định rằng cơ hội vô địch Champions League mùa này của Man City đang cao hơn bao giờ hết. Thậm chí nhiều người còn đánh giá tỷ lệ nâng cúp của Pep còn nhỉnh hơn 2 năm về trước, thời điểm mà họ bước vào trận chung kết. Tất cả những số liệu và dự đoán ấy đều thay đổi vì sự xuất hiện của Erling Haaland. Và anh đang tiếp tục chứng minh mình là con quái vật không thể ngăn cản vào lúc này.